Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ bàn luận thêm với các bạn về tổ chức cũng như phương hướng nâng cấp hỏa lực các đơn vị bộ binh của Việt Nam. Mặc dù các đơn vị chiến đấu bằng vũ khí khí tải hiện đại như không quân, tăng thiết giáp rất quan trọng, nhưng bộ binh mới là lực lượng xương sống cấu thành nên quân đội nhân dân Việt Nam. Thế nhưng, như đã biết, trong nhiều năm qua, bộ binh Việt Nam hầu như không được đầu tư mua sắm các loại vũ khí, trang thiết bị hiện đại, mà vẫn chỉ sử dụng các loại đã có truyền thống từ lâu nay. Điều này nhằm mục tiêu phát huy sáng tạo, nâng cao hơn nữa khả năng chiến đấu của những loại vũ khí trang bị đã có, đồng thời tập trung nguồn lực để tiến thẳng lên hiện đại các quân binh chủng mang tính chất chiến lược như hải quân, phòng không không quân, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử. Dù vậy, với vai trò xương sống của lực lượng vũ trang, sớm hay muộn, người lính bộ binh cần được hiện đại hóa toàn diện, bao gồm cả yếu tố hỏa lực. Trong bản tin ngày hôm nay, Vietnam Defense mời các bạn cùng bàn luận về trang bị vũ khí cấp tiểu đội bộ binh cũng như phương hướng nâng cấp hỏa lực trong tương lai để đáp ứng việc hiện đại hóa toàn diện các lực lượng. Hiện nay, tiểu đội bộ binh đủ quân của Việt Nam thường có 9 người, bao gồm một tiểu đội trưởng, một tiểu đội phó và 7 chiến sĩ. Trong một tiểu đội lại tiếp tục chia ra thành 3 đội nhỏ hơn, bao gồm mỗi đội 3 người, gọi là tổ tam tam. Từ cuộc cách mạng vũ khí cá nhân đầu tiên của quân đội ta vào đầu những năm 60, đánh dấu bằng việc lực lượng quân chính quy chuyển sang sử dụng súng trường tiến công AK. Khẩu súng AK huyền thoại với uy lực và hiệu quả tuyệt vời mà nó mang lại đã trở thành vũ khí tiêu chuẩn của bộ binh chính quy Việt Nam, đẩy các loại súng thời kháng Pháp sang cho dân quân hoặc các nhà kho. Có thể nói, đây là một bước đi quan trọng nhất nhằm hình thành nền tảng hỏa lực của một tiểu đội bộ binh mà vẫn còn được sử dụng cho tới tận ngày nay. Trong giai đoạn này, một tiểu đội bộ binh sẽ có một chiến sĩ mang súng chống tăng B40 hoặc B41, một chiến sĩ mang trung liên RPD hoặc RPK và 7 chiến sĩ mang AK. Kết thúc của kháng chiến chống Mỹ, bước ngoặt quan trọng tiếp theo trong biên chế của hỏa lực của một tiểu đội bộ binh là việc ta bỏ một chiến sĩ mang AK, thay vào đó là một chiến sĩ mang súng phóng lựu M79 của Mỹ. Tại sao lại là M79? M79 là khẩu súng phóng lựu cầm tay do Mỹ phát triển, trang bị từ năm 1961. Chúng nhanh chóng được triển khai tại chiến trường Việt Nam cùng lính Mỹ. Tại Việt Nam, M79 nhanh chóng phát huy được hiệu quả tuyệt vời trong vai trò là cầu nối tạo ra tầm hỏa lực giữa lựu đạn cầm tay và súng cối tầm gần. Hay nói cách khác, M79 khắc phục khoảng trống về tầm hỏa lực giữa lựu đạn và tầm bắn tối thiểu của súng cối. Súng có khả năng tiêu diệt bộ binh ẩn nấp sau vật cản. Đạn nổ phân mảnh gây sát thương diện rộng trong trường hợp địch co cụm hay tập trung đông binh lực. Súng nặng khoảng 3 cân khi có đạn, dùng đạn 40mm, nạp hậu từng viên, tốc độ bắn 6 phát trên phút, tầm bắn hiệu quả 350m. Ngay cả bộ đội ta trong kháng chiến cũng phải công nhận sự nguy hiểm của súng phóng lựu M79, cho nên ngay sau giải phóng, ta lập tức sử dụng M79 trong các trận đánh khốc liệt ở biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam. Hiện nay, ta đã tự sản xuất và cải tiến súng M79 trong nước, cũng như tiếp tục duy trì số thu được từ năm 1975 với các cải tiến khác. Đó là lý do mà một tiểu đội bộ binh đủ quân của ta lại trang bị M79, một khẩu súng kiểu Mỹ là vì thế. Tuy nhiên, việc trang bị súng M79 cho tiểu đội bộ binh cũng có những bất cập. Theo đó, ta phải loại bỏ một xạ thủ AK để chuyển sang sử dụng súng M79. Mặc dù có nhiều ưu điểm trong tác chiến, nhưng nó lại làm giảm bớt đi một tay súng chính trên chiến trường, làm giảm khả năng chế áp hỏa lực của một tiểu đội, và từ đó, tiếp theo cấp trung đội, cấp đại đội cũng giảm một cơ số tay súng AK. Hiện nay, quân đội nhiều quốc gia trên thế giới đã chuyển sang việc sử dụng súng phóng lựu kẹp nòng súng trường để duy trì một tay súng trong khi đảm bảo hỏa lực phóng lựu. Người Mỹ có thiết kế M203, M320 nổi tiếng kẹp nòng M4, M16. Liên Xô và Nga thì có dùng GP2530 kẹp nòng AK. Dĩ nhiên, súng phóng lựu kẹp nòng cũng có những nhược điểm. Do nòng ngắn nên nó không thể bắn xa như M79, nhưng ưu điểm là giữ được sức công phá của đạn phóng lựu mà không làm mất đi một tay súng trường. Thực tế, Việt Nam đã thấy được điều này từ lâu và có phát triển các mẫu súng phóng lựu kẹp nòng dựa trên mẫu M203 của Mỹ với tên gọi là OPL-40M. Mẫu súng phóng lựu kẹp nòng này trang bị cho dòng súng trường Galiac và STV. Tất nhiên, sản xuất thì cứ sản xuất, còn trang bị đại trà thì tới giờ ta vẫn chưa được thấy. Tạm bỏ qua câu chuyện đưa OPL-40 và STV trở thành trang bị tiêu chuẩn, hãy tới với một vấn đề nữa trong biên chế hỏa lực tiểu đội bộ binh của quân đội ta, đó là các tay súng bắn tỉa DMR. Súng bắn tỉa DMR, hay còn gọi là súng trường thiện xạ, thường là loại súng bắn tỉa kiểu bán tự động, trang bị phổ biến cho những người lính trên chiến trường. Đặc điểm của súng bắn tỉa DMR là có cơ chế bắn bán tự động và không có cơ chế tự động, lên đạn một lần và bắn liên tục, nhưng mỗi lần bóp cò thì chỉ có duy nhất một viên đạn được bắn ra. Ưu điểm của kiểu súng bắn tỉa bán tự động so với súng bắn tỉa phát 1 đó là tốc độ bắn nhanh hơn nhiều. Và trong nhiều trường hợp, nó có thể tham gia hỗ trợ hỏa lực như một khẩu súng trường tấn công,
đang bật chế độ bắn bán tự động. Trong khi súng trường bắn phát mồi có tốc độ bắn chậm và thường phải chọn mục tiêu đặc biệt quan trọng, ẩn nấp kỹ càng, bởi nếu bắn trượt thì sẽ khó có khả năng thực hiện phát bắn thứ hai vào mục tiêu, khi mà đối phương dĩ nhiên sẽ đề phòng và lẩn trốn. Bù lại, nhược điểm của súng bắn tỉa tự động đó là độ chính xác kém hơn và tầm bắn ngắn hơn so với súng bắn tỉa phát mồi. Cả hai dòng súng bắn tỉa đều có những ưu điểm khác nhau và vẫn luôn song song phát triển bởi chúng phù hợp với từng nhiệm vụ khác nhau. Cơ bản, trong khi súng bắn tỉa phát mồi phù hợp cho các nhiệm vụ đặc biệt, thì súng bắn tỉa DMR lại phù hợp cho các đơn vị chiến đấu chung. Trong trang bị hỏa lực tiểu đội bộ binh, súng trường tấn công thường có tầm bắn hiệu quả trong vòng 300m đổ lại, trong khi tầm bắn hiệu quả của súng máy hạng nhẹ là khoảng 500m. Khi vượt ra ngoài tầm 500m, thì súng trường và trung liên rất khó ngắm chính xác các mục tiêu có kích thước nhỏ. Tới đây sẽ là nhiệm vụ của súng bắn tỉa DMR. Hiện nay, trong trang bị của quân đội ta đang có hai loại súng bắn tỉa thiện xạ DMR phổ biến là Dragunov SVD của Liên Xô và IMI Galat nhập khẩu từ Israel. Trong đó, SVD được trang bị cho quân đội Liên Xô từ năm 1963 và sau đó được cung cấp tới Việt Nam sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. SVD dùng cỡ đạn 7,62x54mm chung với đại liên PK, tầm bắn hiệu quả 800m, tốc độ bắn 30 phát trên phút, khá lý tưởng ở chế độ bắn bán tự động. Nhiều nguồn tài liệu cho rằng, trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, Trung Quốc đã thu được một vài khẩu súng bắn tỉa SVD của quân đội ta, nên họ sao chép lại và tạo ra khẩu Thai-79. Đến nay, quân đội Trung Quốc vẫn dùng phổ biến các phiên bản cải tiến từ Thai-79 như kiểu Thai-85. Không chỉ ở Việt Nam và Trung Quốc, tại Nga và nhiều quốc gia dùng phổ biến hệ vũ khí Nga-Xô, người ta vẫn trang bị phổ biến súng SVD. So với dòng súng bắn tỉa Galat, có phần hiện đại so với mặt bằng chung trang bị hỏa lực của quân đội, thì SVD vốn đã được ta sử dụng trong nhiều năm qua. Cho nên, việc chuyển xuống biên chế SVD trong trang bị của tiểu đội bộ binh là điều có thể tính toán tới. Rõ ràng, việc trang bị súng bắn tỉa thiện xạ sẽ giúp các đơn vị bộ binh tiêu diệt hiệu quả mục tiêu tầm xa. Trong khi hiện nay, việc bắn chính xác mục tiêu cỡ người trưởng thành ở khoảng cách 800m đối với một tiểu đội bộ binh là khá khó khăn. Điều này sẽ được khắc phục hoàn toàn nếu họ trang bị súng bắn tỉa thiện xạ. Đặc biệt, với những mục tiêu quan trọng cần được ưu tiên tiêu diệt như chỉ huy của đối phương, lính thông tin, lính quân y, các loại thiết bị quang học cỡ lớn, các loại kính ngắm trên phương tiện thiết giáp, khi đó cây súng bắn tỉa trong tay người lính sẽ phát huy hiệu quả cao nhất. Dĩ nhiên, để tiến tới trang bị được súng bắn tỉa thiện xạ vào biên chế của một tiểu đội bộ binh, chúng ta cần phải khắc phục được hai rào cản lớn. Đầu tiên là việc hiện nay súng bắn tỉa thiện xạ trong quân đội ta có số lượng không quá lớn. Đây hầu hết là các loại súng nhập khẩu hoặc nhận viện trợ từ phía bạn, trong khi nền công nghiệp quốc phòng của ta chưa sản xuất loại súng bắn tỉa thiện xạ nào. Việc đưa vào trang bị súng bắn tỉa thiện xạ ở cấp tiểu đội cũng sẽ đòi hỏi ta phải có một số lượng lớn súng bắn tỉa DMR để sử dụng. Nhưng với việc chúng ta đã đưa vào sản xuất dây chuyền súng trường tấn công STV và Galiac hiện đại, thì việc ta tiến lên sản xuất súng bắn tỉa thiện xạ là nằm trong tầm tay. Rào cản thứ hai và cũng là vấn đề khó khăn nhất, đó là nằm ở trình độ của người vận hành. Khác với súng trường tấn công AK có thể sử dụng để chiến đấu chỉ sau vài giờ huấn luyện, thì để làm chủ một khẩu súng bắn tỉa không phải là chuyện ngày một ngày hai. Để có thể thuần thục kỹ năng bắn tỉa, người bắn cần phải ước tính được khoảng cách mục tiêu, phải biết cách căn đo hướng gió, biết cách điều chỉnh tiêu cự kính ngắm quang học, phải học được cách điều tiết nhịp thở và nhiều yếu lĩnh khác. Nó không đơn giản chỉ là chuột phải, cuộn lên, zoom thật gần, bách phát bách trúng như trong game online nào đó. Đây là những kỹ thuật rất khó mà không phải ai cũng có thể làm chủ được một cách dễ dàng. Quá trình làm chủ được vũ khí cần phải trải qua một thời gian dài tập luyện. Điều này không phù hợp với một số thành phần, nhất là với các đối tượng chiến sĩ nghĩa vụ có thời gian phục vụ 24 tháng. Trên đây là hai phương án bổ sung hỏa lực cho cấp tiểu đội bộ binh của quân đội ta dựa theo những hiểu biết của cá nhân người làm kênh. Còn các bạn, ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy cùng bàn luận với chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.